thông báo khẩn cấp của luật sư Trần Thị Minh Tâm, tức tổ hợp The Tammy Trent Law Firm. Luật sư Kenneth Feinberg, người đã được bổ nhiệm bởi Tổng thống Obama để quản trị quỹ 20 tỷ khẩn cấp cho vụ dầu tràn, đã họp riêng với các chủ nhân của các nhà hàng người Hoa Kỳ tại thành phố Orlando, Florida vào ngày 14 tháng 9 vừa qua để chuẩn bị cho họ một khoản tiền riêng. Ông Feinberg đã không hề mời hoặc thông báo đến các chủ nhân của các nhà hàng người Việt Nam hay Á Châu tại các tiểu bang Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama và Florida. Đây là một hành động không công bằng, trái với các lời hứa hẹn mà ông đã cho đăng trên mạng của cơ quan GCCF, cũng như đã tuyên bố trên các báo chí. Vì vậy, hưởng ứng lời kêu gọi đòi quyền lợi cho các chủ nhân nhà hàng người Việt Nam ở 5 tiểu bang kể trên, văn phòng luật sư Temujin cộng tác với các luật sư địa phương của từng tiểu bang đang thụ lý để đòi quyền lợi cho các nhà hàng trong 5 tiểu bang này. Xin gọi chúng tôi tại số 1-877-818-5558, 1-877-818-5558 để thẩm định trường hợp cho quý vị.